Kỷ niệm như thế nào, giá trị với kỷ niệm, không có giá trị kỷ niệm là mẹ gì. Ra đây nhìn mới dữ nè ông Trí, cái mặt vào đây mới dữ nè, mặt này mới dữ nè ông Trí. Trí đây con mặt này mới dữ hơn cái mặt công nè, chắc là không biết rau dễ dữ không biết rồi. Ghẹo bà chơi vợ chơi mày, cảm ơn nha. Vậy lỡ mua rồi ráng uống chứ sao vậy. Thôi nó không chơi qua ổng điện em bao nhiêu qua nghỉ người được mẹ gì đâu, điện công về giá giá gì đâu đất chồng ở mày thấy mày không này đâu cái nhà đó nó ông mất già kiếm nhà ổng vậy đó không biết được không hết bữa chết ráo.